Con chào các bạn đi. Chào các bạn. Ở sao nữa? Đến với. Hả? Đến với. Chào mừng các bạn đến với. Đến với. Đến với gì? Con muốn xem trên em channel. Đúng rồi, đâu thì hôm nay con có món đồ chơi mới đâu. Kitchen set. À, kitchen set ha hả? Đầu wow, đẹp quá. Modern kitchen set ha, đồ chơi nấu ăn ha. Đây. À, bộ đồ chơi này của hãng nào đây? Baby good. I'm not a baby good. Hả? I'm not a baby. Ok rồi, bây giờ con mở cái đồ chơi cho các bạn coi đây. Okay. Hôm nay có cái gì trong đó nha. Chà, cái món đồ chơi này hơi bị bự á, Chloe. Nặng lắm á nha. Rồi để mẹ giúp cho. Để mẹ giúp lấy ra nha. Đây để mẹ giúp cho. Rồi để mẹ giúp Chloe nha. Ok. Wow. Look at that. Chloe giúp mẹ đi lấy nha. Ráp cái nhà bếp của con vô không? Không biết. Không biết hả? Tội nghiệp quá vậy. Vậy mẹ xếp giúp con nha. Nè. Quà. Ok, cái này gì đây? Quà đó. Quà đó hả? Nè, mở ra, mở ra. Ok, rồi để bây giờ mẹ giúp con ráp cái bộ kitchen này nha. Ok không? Búp. Ok mẹ, không? Mẹ mở ra đi. Ừ, rồi chút. Ok, để mẹ ráp giúp con cái đã. Rồi mở ra sau nha. Ok. À, mẹ nãy mẹ quên gắn hai cái này vô. Để mẹ gắn cái cửa này vô cho con nha. Mày gắn vô được. Để mẹ giúp cho. Chút nữa con bỏ mấy cái đồ kia vô nha. Rồi. Wow. Đẹp quá. Rồi bây giờ con giúp mẹ bỏ mấy cái đồ lên trên đây đi. Rồi Chloe máng đồ vô đi. À, cái này máng ở đây hả? À, hay quá. Đó để đựng gì vậy? Rồi đúng rồi, bây giờ con trang trí cái bếp của con đi nha. Mấy cái đó là cái gì vậy Chloe? Cucumber. Đâu? Peas. Salad. À, mấy cái này là vegetable đúng không? Đúng. À, cái này là đậu nè, cô ve nè. Cái này dưa leo nè. Cái này là cái gì? Này là cải thảo nè. Cải thảo á. Ừ rồi. Để cho nhạc hả? À, có nhạc mà hả? Hay quá.
Hay quá, rồi con sắp xếp cái bếp của con đi, sắp đỡ sắp xếp đồ vô đi. Để cái nhạc đó nha. Ừ. Đừng có chắc nha. Không. Này là hũ gì đây? À muối hả? Hũ muối phải không? À đúng rồi. Hũ muối, hũ này hũ tiêu nè, pepper nè. Này chắc là hũ đựng đường nè. Rồi. À cái hũ đó hũ muối đó, đúng rồi. Đây rồi, tiếp tục đi con. À máng mấy cái đó vô á hả? Đâu để mẹ coi coi. Có gì đâu. À nhiều đồ quá. Sữa hả? Ừ con bỏ dưới cái hộp đó, đúng rồi. Ừ, nhét ở dưới cái hộp đó, đúng rồi. Còn gì nữa? À, cái chai đó là chai gì? Còn gì nữa? Đóng tủ lại không? Còn gì nữa không? À, mở cái đó ra hả? À, sốt cà chua đúng không? Cái chai sốt cà chua đó, tomato sauce. Ờ, cay nha. Ừ, cay đúng không? Rồi, hai cái hũ đó là gì đó? À, bỏ dưới đó hả? Chà, bếp đẹp quá. Rồi, bếp ga. Egg sausage chút nữa nấu đúng không? Trứng ở đây nè. Ừ, đúng rồi. Rồi, con sắp ơi, còn cái bảng nữa kìa. Con mẹ thấy có cái bo đằng kia kìa, cái bảng á. Cái bảng hả? Ừ, cái bo đằng kia kìa. À cái nồi hả? Chà cái nồi đẹp quá. Rồi, bỏ nước vô nữa. Nước phải không? Đây. Chuẩn bị sẵn ca nước nè. Mình. Rồi chế nước vô cẩn thận nha. Con chế vô cái bồn rửa nước của con đi. Cái bồn đó bồn rửa chén phải không? Đúng rồi. Cho ra đến đủ hay con? Đủ rồi con, không cần nhiều đâu. Rồi bỏ cái ly, bỏ cái ca xuống đi. Rồi còn mấy cái kia đồ kia nữa kìa. Banana để ở đâu? Banana để đâu? Biết banana để đâu? Đây nè. Đúng rồi, đây nè. Quay nè quay. Đó. Banana. Đây, ngăn để trái cây. Còn này là nước trái cây. Đúng rồi. Đây, cái hộp tủ nè. Dễ thương quá. Anh mấy cái này ở đâu? Cái đó là vegetable. Vegetable con để ở đâu? Không biết nữa. Cái ra cái vô được nè. Muốn đi pee pee mà khỏi đi mất cái đó. Louis ơi, còn cái bảng kìa con. Có, gắn cái bảng lên, đúng rồi. Cái này mấy cái này ở đâu? Vegetable hả? Vegetable bỏ ở trên cái nồi đi, bỏ vô nồi đi. Bỏ vô cái tô á, có cái tô kìa. Cái tô trên bàn á, để trên bàn á. Đó, cái tô nè. Ừ, đúng rồi. Cái này bỏ đâu rồi? Bỏ lên đây nè con. À, đúng rồi. Oh! Sorry. Rồi gắn cái bảng lên, cái bảng viết chữ ấy. Gắn ở đâu? Đúng rồi, chỗ đó đó, đúng rồi. Cái đó để làm thực đơn đó đúng không? Cái bảng menu á, biết ngày hôm nay con nấu gì á phải không? Rồi cái tô để lên trên đây.
Nè, mình có thể up lên trên đây cũng được nè. Để đây nè. Con lấy cái dĩa con bỏ vô đây nè. Lấy dĩa bỏ vô đó đi. Lấy cái dĩa bỏ vô cái ngăn đó đó. Nè. Còn nữa không? Hết rồi. Hết còn á. Chưa. Hết rồi mà. Chưa. Còn gì nữa đâu? Chưa mà, ở đây đó. Hết rồi con, hai cái dĩa đủ rồi. Rồi, vậy là Chloe wrap xong hết rồi đó phải không? Chà, có cái bảng menu bữa nay Chloe nấu món gì vậy? Hải sản với món ốp la hả? Wow, ngon quá. Rồi, bây giờ Chloe ơi, bây giờ con bật bếp lên con nấu ăn cho mẹ đi. Cái này không có ớt. Hả? Không có ớt nè. Không có ớt trong đó hay giả bộ thôi mà, mình chơi giả bộ mà. Rồi, Chloe ơi, đói bụng quá đi. Nấu cái gì cho mẹ ăn đi. Đói bụng quá. Khóc luôn, đói bụng khóc luôn. Đói bụng rồi, Chloe bắt đầu nấu ăn cho mẹ đi. Mẹ đói bụng quá. Cho mẹ món ếch nha. Là ốp la, mẹ muốn ăn ốp la với lại sausage. Rồi. Ốp la đâu? Có. Nè, cái ốp la này là con phải bỏ vô cái chảo này con chiên cho mẹ nè, mẹ ăn ốp la. Bật bếp lên. Trời, nấu ăn không bật bếp gì. Bật bếp lên. Huy bật bếp lên con. Đúng, đúng rồi. Rồi hả? Rồi, bỏ cái dĩa đi. Đó kia. Mẹ. Ừ. Mẹ không mất bếp. Con lấy cái tay con đè cái kia xuống, con mới lấy dĩa ra được á. Ở đây mẹ coi kìa. Đây, đây đây đây. Không, có cái vị rồi. Vậy thôi chứ còn lấy gì? Lấy cái super. Cái khúc của anh nè. Cái này nó bự là con phải máng á. Con phải máng chứ còn bỏ vô là con lấy là không có được nha. Rồi. Cái đó là cái gì á Chloe? Súp súp. À, xúc xích đó hả? Còn cái đó? Ếch. Ếch đúng không? Cho mẹ cái muỗng nha. Rồi, cho cái muỗng đi. Ok. Rồi, này của mẹ đúng không? Chà, ngon quá, đang đói bụng mà gặp này, trời ơi, ngon quá. Nhâm, 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 thôi. Ăn cái muỗng, múc nhâm, ăn, nhâm, múc nhâm, ăn. Nhâm. Ok. Múc ăn. Rồi, múc ăn xong rồi đó, rồi mẹ ăn xong rồi. Mà quên múc ăn rồi. À, Chloe ăn á hả? Rồi, ăn vậy đó, thôi vậy con ăn luôn đi. Ăn vậy đó. Ok. Ngon quá. Mẹ ăn vậy đó. À, mẹ ăn vậy đó hả? Đúng rồi. Rồi. Đó, mẹ ăn vậy đi. Rồi, bây giờ ăn xong rồi vẫn chưa có no nữa Chloe ơi. Làm món hải sản cho mẹ đi. Nấu món hải sản cho mẹ ăn đi. Cho rau cải vô nha. Hồi nãy ăn cái món kia khô khan quá. Ừ, cho vegetable á, là rau cải á. Đi vô nha. Ừ. Cucumber nha. Ok. Em cái này nhở? Ừ, cái đó là cải thảo. Ok.
Bật bếp lên chưa ta? Làm gì mặt căng thẳng quá vậy? Lấy cái xẻng đảo đồ ăn lên Chloe ơi, để khác à. Lấy cái xẻng đảo đồ ăn lên con để khác. Chín chưa? Mình lấy cái này nè. Nêm gia vị vô, phải bỏ tiêu, bỏ đường, bỏ muối rồi vô, phải nêm nếm nữa chứ. Nấu ăn không nêm nếm vậy. Không, con phải bỏ tiêu, bỏ muối, bỏ đường vô nêm nấu ăn kìa. Bỏ. Kìa kìa. Nè. Cho miếng sữa đi, cho mẹ miếng sữa. Rồi kéo cửa tủ lại. Chín chưa dạ? Trời nấu lâu quá đói bụng quá. Chạy xíu. Đói bụng quá phải hói chứ sao. Đói sắp xỉu luôn rồi đó. Ờ chư chư lấp 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 lâu. Ở bữa cháu nhỏ nè. Ồ. Chư chư mình nấu ăn xong. Hả? Mình nấu ăn xong mà ăn được. À nấu ăn xong mới ăn được hả? Chưa nấu ăn xong được nè. Ok. Nhớ nấu cho ngon nha. Xong chưa? Rồi. Ok, tắt bếp. Không tắt bếp mà. Bấm mở tắt hai không tắt bên kia. Bên đây. Dẫn đứng lên, đúng rồi. Bên đây nữa. Rồi, bên đây nữa. Cái bên đây nữa nè. Rồi, xong rồi đó. Rồi, múc ra tô cho mẹ đi. Múc ra tô. Ở đâu? Tô đây nè, tô để bên đây không nhớ. Trời ơi, lấy tay bóc luôn. Gì cho ăn rau không vậy trời? Chà, kêu nấu rau cái cho ăn rau không vậy? À, bây giờ mới thấy con tôm. Rồi cho cái muỗng đi. Cho cái muỗng hả? Ốc cát. Ăn phụt. Ây dây dây dây. Dây 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 dây. Chịu không?
hả? Xong rồi hả? Xong rồi hả? Xong rồi. Ok, bây giờ mẹ ăn nha. Rồi. Ôi không cần, ôi không cần, ôi không cần, bóp ăn đi. Trời ơi, bóp ăn luôn hả? Ok. Trời. Wow, ngon quá. Bóp ăn đi mẹ. Ok. Ăn ngon 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 ngon. Không có bóp ăn hả? Cầm ăn được rồi, ngon ngon rồi. Ăn xong rồi thôi, bây giờ Chloe dọn dẹp rửa chén đi con. Ok. Rửa cho sạch sẽ nha. Rồi, Chloe rửa chén đi, dọn dẹp đi con ha. Rửa hết mấy cái muỗng tô luôn nha. Rồi, rửa xong mà để vô đâu? Rồi mấy cái muỗng nữa. Trời ơi, đừng có quậy bà ơi, rửa chén đi, lo rửa, dọn dẹp đi. Cho cái bếp nó sạch, mở nhạc nghe đi. Trời ơi, cho miếng nhạc đi. Hay quá, rồi vừa rửa chén vừa nghe nhạc ha. À, chỗ đó là cái chỗ bấm nước ha, nước nó ra đúng không? Không có. Rồi nó không ra thôi. Kệ nó đi con. Rồi vớt mấy cái rau đó ra đi. Rồi bỏ rau vô trong cái nồi đi. À lấy cái nãy giờ quên lấy đồ cái chén rửa. Đâu đồ cái chén đâu? Làm gì vậy? Bôi cái bảng hả? Ngày mai nấu món khác hả? Đưa cho mấy bạn coi với, xoay qua đây cho mấy bạn coi với. Mình lau sạch sạch nè. Đâu? Cho trong. Rồi. Cho miếng nước nữa nè. Nó sạch rồi đó con ơi. Chưa nữa nè. Hả? Chưa nữa đó. Chưa nữa hả? Xong rồi đó, rồi máng cái bảng lên đi. Sạch rồi. Sạch rồi đó, mẹ thấy hết rồi đó. Cho miếng nước nữa nè. Rửa ly nè. Rửa ly nữa hả? Rửa ly hả? Đủ rồi con ơi. Ai à, nước đâu? Kệ nó đi. Rồi, bỏ cái ly vô đi, dẹp ly vô. Rồi, dọn dẹp đi. Nấu ăn xong xuôi hết rồi, ăn uống no say rồi, bây giờ dọn dẹp đi, nhanh lên.
ăn uống no rồi bây giờ buồn ngủ quá. Rồi dẹp mấy cái kia vô. Rồi xong chưa? Xong. Ok. Huy đang làm gì ạ? Ủa nấu ăn xong rồi đói bụng hả? Ăn gì ạ? Huy đang ăn gì á? Nói mày nghe coi. Banana hả? Rồi thôi bây giờ dọn dẹp xong hết rồi. Bây giờ chỗ nước đi dơ á. Thôi bây giờ chào các bạn đi con. Hả? Cái buổi review chưa? Cái buổi review cái đồ chơi nấu ăn này đến đây không, cái bếp nó đúng ra là cái home kitchen hay là cái bếp đến đây là kết thúc rồi. Chào các bạn đi con. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại. Mình đói bụng nha. Đói bụng rồi không? Ok, hẹn gặp lại các bạn thứ tư tuần sau nha. Thứ tư tuần sau các bạn. Mình đói bụng nha. Đói bụng rồi. Dạ rồi, chào các bạn đi. Bye bye đi. Bye bye. Không thấy. Bye bye lại. Bye bye. Ok.